Dạ. Còn Urac có muốn nghe trong tiếng hát nữa mà. Nữa không bà con? Dạ, nó cao quá. Nhưng mà bài này là anh em cần sự hỗ trợ của anh nữa nha. Anh hả? Dạ. Bà con, mình đồng ý là hai anh em bữa nay hát không ca tại đây được không ạ? Còn là con vỗ tay quá trời. Dạ. À, cũng vừa với trong một tiên cũng có kết hợp hát đôi bài, cũng may mắn được bà Phát Thương. Dạ. À, hôm nay thì trong một tiên cũng có nói Phương vừa là hơi lâu lâu anh em mình xuất hiện cùng sân khấu, cho nên họ kết hợp hát một bài để gửi bà con Quát. Rồi hôm nay mấy bữa nay Phương vừa nói chung là ở đây suốt rồi Phương vừa gặp gỡ bà con Quát cũng vừa nói chuyện á, cho nên bây giờ nói giọng như là bể luôn rồi. Không sao đúng không bà con? Dạ. Dạ, cũng thay thướng tự tin anh hát. Vậy tính ra bà con Bác cũng muốn em hát chứ bộ. Đúng rồi, dạ. Dạ. Và rồi hôm nay em cũng rất là chúc mừng anh trai. Dạ, cảm ơn. Dạ, nghe đồn là quán cà phê lớn nhất tại Bình Chánh á. Ôi, đúng rồi. Dạ, mà được bà con Bác yêu thương nhiều nhất. Dạ. Còn có nhiều quán cà phê còn lớn hơn nữa. Ở trong đây là mình kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện đó, tạo được cái sân chơi như vậy để cho bà con Bác địa phương đến để thưởng thức văn nghệ, thì nói chung là anh cũng rất là vui, rồi các anh chị ban lãnh đạo ở địa phương cũng rất là vui. Hy vọng là cái hội quán sẽ được bà con Bác ngày càng yêu thương và tạo điều kiện phát triển hơn nữa. Dạ thì thôi, hãy theo yêu cầu của bà con Bác, cách vừa với lại trong một tiên sẽ gửi đến bà con Bác một bài hát sôi động. Sôi động hả? Ủa bà con Bác có nghe Thiên Vừa hát nhạc sôi động chưa vậy? Sôi động hay là bolero bà con? Hả? Bolero kìa. Dạ bolero. Chú bolero quá kìa. Dạ bolero ha. Tại vì nãy bên trong đó là có mấy cô chú có nói là được rồi mà anh em mình ra cái bài Tình Ấm Chiều Quê mà cũng may mắn được bà con Thương cũng được ăn Tết rồi đó. Dạ. Đó nên là bà con muốn yêu cầu bài đó. Bây giờ hai anh em mình hát bài Tình Ấm Chiều Quê để tặng cho bà con. Rất là nhiều. Dạ, chúc bà con một năm mới thật là may mắn và bình an nha. Happy New Year. Dạ, gửi em gái luôn.